Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi gửi công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn có nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực miền núi đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng. Theo thông tin cảnh báo từ hệ thống các trạm đo mưa tự động, từ 14 giờ đến 16 giờ chiều nay, ngày 24 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, điển hình như Trà Hiệp 110mm, Trà Thanh 59mm, sân Long 49mm, Hương Trà 52mm, Trà Sinh 48mm. Và theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mưa dông lớn có khả năng còn tiếp tục trong thời gian tới, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực. Để chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét, đảm bảo an toàn về tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ tổ chức triển khai các nội dung sau. 1. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, thông tin thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực để chủ động các biện pháp ứng phó. Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để kịp thời di dời sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn. Hai, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu. Đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương nêu trên quan tâm tổ chức trực ban và thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để phối hợp thực hiện. Ký thay Tránh văn phòng phó chánh văn phòng Bùi Đức Thái